xin chào các bạn hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá một loài sinh vật vô cùng đặc biệt dưới đáy đại dương cá chuột trông giống như một con chuột thông thường nhưng lại có khả năng sống dưới nước một cách kỳ diệu điểm nổi bật đầu tiên của cá chuột chính là đôi chân trước của nó thay vì là chân thông thường chúng đã tiến hóa thành vây bơi giúp nó di chuyển dễ dàng trên cát và đáy biển chuyển động của đôi vây này linh hoạt và uyển chuyển giống như một con chuột đang bò trên cạn nhưng điều độc đáo chưa dừng lại ở đó đuôi của cá chuột không phải là đuôi chuột bình thường mà lại giống đuôi của một con cá giúp nó có khả năng bơi nhanh hơn và dễ dàng né tránh kẻ thù phần đuôi này thực sự là một công cụ tuyệt vời cho việc sinh tồn dưới nước một loài sinh vật nửa chuột nửa cá thật kỳ lạ phải không đó chính là sự kỳ diệu của thiên nhiên nơi mà bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra hãy tiếp tục theo dõi kênh của chúng tôi để khám phá thêm nhiều điều thú vị về các loài động vật độc lạ trên thế giới